Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Đối với những anh chị đây là lần đầu tiên đến với kênh thì em xin tự giới thiệu, em là Brandy. Đây sẽ là nơi mà em chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm về stock option của Mỹ cũng như là những kiến thức liên quan tới phân tích kỹ thuật. Là một mùa lễ nữa đã trôi qua và em hy vọng mọi người có một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ấm áp, an lành bên gia đình và người thân. Trong video sáng ngày hôm nay, ngày thứ hai 26 tháng 12, trước khi chúng ta quay trở lại với công việc, market sẽ mở cửa vào ngày mai, ngày 27 tháng 12, thì trong video ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ có một vài phần chính như sau. Đầu tiên thì sẽ là trade recap của nhóm trong tuần giao dịch vừa rồi là một tuần rất rất là thành công. Thứ hai, em sẽ cho mọi người go over những cái sự kiện tài chính và những sự báo cáo tài chính đáng chú ý trong tuần giao dịch tiếp theo. Và cuối cùng, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái khía cạnh kỹ thuật của tất cả những cái công ty cốt lõi, những cái công ty quan trọng thuộc nhóm ngành S&P 500. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi đến với phần đầu tiên, đó chính là trade recap. Như mọi người cũng đã biết thì tuần giao dịch vừa rồi, Santa Rally dường như đã không xuất hiện ở stock market. Tuy nhiên thì nhóm chúng em đã tự tạo ra Santa Rally cho chính bản thân của mình khi mà chúng em đã đem về một cái tỷ lệ thắng lên tới 89%, trong đó có 25 lệnh thắng, 3 lệnh thua và 2 lệnh break even, đem về một cái tỷ lệ thắng rất là lớn. Và total percent mà mọi người có thể nhận được nếu như mà mọi người theo đầy đủ tất cả các lệnh của em, của tụi em, nó sẽ lên đến là 640%. Tất cả những cái lệnh ở đây, những cái lệnh tụi em đánh mỗi ngày, tụi em đều recap xuống một cách cẩn thận và rõ ràng. Mọi thứ làm việc đều rất là rõ ràng, cho nên mọi người yên tâm về cái khoản đó ha. Thì đây chính là toàn bộ những cái trade recap, những cái lệnh mà tụi em đã alert trong tuần giao dịch vừa qua, một tuần mà rất rất là thành công ngoài cái mức mong đợi. Khi mà tuần vừa rồi là một cái tuần ngắn, chúng ta chỉ có 4 ngày giao dịch mà thôi, chúng ta chỉ có 4 phiên giao dịch, nhưng mà nhóm đã làm rất rất là tốt. Ok, phần tiếp theo mình sẽ đi qua những cái sự kiện tài chính và báo cáo tài chính sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đối với lịch báo cáo tài chính thì tuần này là một tuần khá là ảm đạm khi chỉ có vỏn vẹn 3 công ty báo cáo tài chính. Đầu tiên là vào ngày thứ 3, sau khi market đóng cửa, chúng ta sẽ có Green Tree Hospitality Group, cái mã của nó là GHG. Thứ hai là sau khi market đóng cửa vào ngày thứ 4, chúng ta sẽ có Calmann Foods, cái mã của nó là CALM. Và cuối cùng, ngày thứ 6, trước khi market mở cửa thì chúng ta sẽ có UXIN Group, là một cái công ty của Trung Quốc, và cái mã của nó là Uxin luôn, UXIN, như cái tên mà mọi người có thể thấy ở phần dưới đây. Đó là toàn bộ những cái công ty sẽ báo cáo tài chính vào cái tuần giao dịch tiếp theo. Bây giờ mình sẽ qua cái phần sự kiện tài chính, nơi mà có rất là nhiều cái sự kiện quan trọng sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đầu tiên thì ngày hôm nay là ngày thứ hai là không có gì rồi ha. Ngày mai chúng ta sẽ có International Trading Goods sẽ được diễn ra vào 8:30 sáng theo giờ miền Đông. Cùng lúc đó thì chúng ta cũng sẽ có retail inventory ha mọi người ha. Mọi người chú ý hai cái này. Và sau đó nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ có Case-Shiller Home Price Index sẽ được diễn ra vào 9 giờ sáng theo giờ miền Đông, cũng như là 1 giờ chiều theo giờ miền Đông thì chúng ta sẽ có Money Supply. Đây là 4 cái sự kiện tài chính mà em muốn mọi người chú ý vào tuần sau. Bước qua ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có Pending Home Sales Index vào sẽ được report vào lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông, cũng như là Richmond Fed Manufacturing Index cùng lúc đó luôn. Vào lúc 11 giờ thì chúng ta có Survey of Business Uncertainty. Thì cái này là một cái sự kiện mà em đánh giá là nó cũng ở mức bình thường thôi, không quá là quan trọng. Đặc biệt là vào ngày thứ năm chúng ta lại tiếp tục chúng ta có Jobless Claims Report vào lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông. Và sau đó 2 tiếng thì chúng ta sẽ có EA Petroleum Status Report, cũng như là vào 4:30 theo giờ miền Đông chúng ta có Fed Balance Sheet cho mọi người ha. Đây sẽ là cái bản báo cáo mà thuật lại những cái gì trong cái kỳ FOMC meeting gần nhất vừa rồi vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Ngày thứ 6 thì chúng vào lúc 9:45 theo giờ miền Đông thì chúng ta sẽ có một cái PMI, một cái Chicago PMI, và nó sẽ đây là cái sự kiện mà em đánh giá là quan trọng cuối cùng trong cái tuần giao dịch tiếp theo để mà khép lại cái tuần trước khi mà chúng ta khép lại cái tuần cuối cùng của năm 2022 trước khi chúng ta lại tiếp tục bước vào một cái long weekend, nghỉ lễ
New Year, và thứ hai tuần sau mọi người market cũng sẽ đóng cửa, cho nên mọi người lưu ý điều đó ha. Bây giờ tới cái phần quan trọng nhất của cái video như thường lệ, thì chúng ta sẽ vào phân tích theo cái khía cạnh kỹ thuật của tất cả những cái công ty cốt lõi mà em vẫn hay thường làm trong mọi cái video, và đặc biệt trong ngày hôm nay mọi người hãy stay tuned để xem những cái phân tích của em cho con Tesla, khi mà rất rất nhiều những anh chị em thấy ở cộng đồng stock Việt Nam đã bắt đáy ở cái khu vực 125 và 135 tới 140, 140, thì liệu rằng đó có phải là cái đáy tốt nhất, có phải thật sự có phải là cái đáy của Tesla hay chưa? Theo cái quan điểm của em, mọi người hãy cùng chờ xem những cái phân tích của em dành cho con Tesla cũng như là toàn bộ thị trường trong cái phần cuối cùng của video này ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bước vào phân tích SPY cũng như là toàn bộ thị trường chung. Đây là cái nến mà mọi người cũng có thể thấy được trên con SPY trên khung weekly trong tuần vừa rồi. Đây là một cái tín hiệu mà em thấy khá là đáng mừng, bởi vì con SPY nó tạo ra một cái nến doji. Một cái nến doji là một cái nến mà như mọi người cũng đã biết là không phân biệt thắng thua giữa hai phe, đó là phe gấu và phe bò. Sau hai cái tuần mà SPY đã có hai cái nến đỏ rất là solid và cái selling pressure nó rất 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 là nhiều hơn mọi người ha. Tuy nhiên thì tuần giao dịch vừa rồi là một cái nến mà em đánh giá là phần nào những cái người mà investor người ta nhìn vào người ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút xíu. Đặc biệt hơn nữa là khi mà SPY nó đã defend được cái level 380, thì đây là cái cây nến của con SPY trên khung weekly. Vậy thì còn trên khung daily thì sao? Trên khung daily chúng ta đó chỉ là một cái dấu hiệu đáng mừng một chút thôi. Tuy nhiên mọi người hãy nhìn về cái khung daily và mọi người có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng ở đây, đó là SPY đang tạo một cái gì? SPY đang tạo một cái B flat. Đây là một cái đợt sóng giảm đang consolidate và tiếp tục có thể như nếu như mà SPY không hold được 380 thì cái bear flag này nó sẽ tiếp tục nó play out rất rất là nặng nề nha mọi người. Và cái bear flag này nó invalid khi nào? Cái bear flag này nó invalid đối với bản thân em, cái bear flag này nó không còn hiệu quả nữa khi và chỉ khi con SPY break out ra khỏi cái level 390. Có nghĩa là SPY get above 390 và hold above cái level này là một cái level rất rất là quan trọng trên khung weekly. Còn ở thời điểm hiện tại thì có thể là trong tuần này chúng ta có thể thấy SPY bounce lên một chút cỡ 387.9 cho tới 390. Nếu như mà mọi người đánh long đó thì hãy cẩn thận cái level 390 nha mọi người. Rất rất là cẩn thận cái level 390, bởi vì em biết seller sẽ rình rập ở chúng sẽ rình rập ở trên đó rất rất là nhiều ha. Đặc biệt trong cái bối cảnh là chúng ta vẫn còn đang trong một cái bear market, một cái thị trường gấu, thì chúng ta chưa thể khẳng định được điều gì. Về những khung giờ nhỏ hơn thì lực mua đã bắt đầu xuất hiện khi mà con SPY nó về lại cái demand zone, hay còn gọi là cái support zone, ngay tại khu vực 373 cho tới 379, và nó đã có hai cái động thái rút chân ở trên khung 8 giờ. Mọi người có thể thấy rất là rõ. Thứ nhất là vào ngày thứ ba 20 tháng 12, và thứ hai là ngày 22 tháng 12 ha. Thì ở đây như mọi người cũng đã thấy là buyer người ta cũng đã có những cái động thái, người ta step in và đang có những cái hướng tích cực, những cái đợt hồi ngắn hạn cho con SPY này. Còn trong cái trade plan ngắn hạn của em cho con SPY, cho cái những cái kế hoạch day trade thì sao? Mọi người hãy để ý cái level 383 này, SPY nó đóng cửa after hour ngay 383 luôn. Nếu như, và ở đây chúng ta cũng có một cái supply zone, mọi người hãy cẩn thận nha. Nếu như mà con SPY này nó get above cái level 383 này và nó hold được, thì target của em nó sẽ là 385 và tiếp theo là 387.91, cuối cùng là 390. Đó là những cái level mà bản thân em đã đặt ra cho những anh chị trong nhóm, để chúng ta có những cái trade plan thích hợp nhất có thể. Còn trong trường hợp mà SPY reject 383 thì chúng ta sẽ đánh ngược về SPY, ngược về lại 381, sau đó là 380 và cuối cùng là 378. Đó là ba cái level mà em chuẩn bị cho nhóm vào ngày mai. Còn nguyên một tuần thì em đã đưa ra cho mọi người những cái key level rồi ha. Trong trường hợp bearish thì sao? Nếu như mà con SPY give up 380 thì đây là cái viễn cảnh trong một tuần nha mọi người, thì rất có thể SPY nó sẽ quay ngược trở về, nó test lại khu vực 374 cho tới 373. Level đó không hold được thì mọi người phải rất là cẩn thận, bởi vì chúng ta rất có thể sẽ thấy những cái nhịp flush rất rất là kinh khủng của thị trường nha, về lại khu vực 365 và cuối cùng là 356. Đây là cái level, cái đáy của thị trường vào tháng 6. Thì không loại trừ khả năng SPY nó sẽ về đây nó test một lần nữa nha mọi người. Chúng ta đang ở trong bear market và tình hình kinh tế của nước Mỹ không quá sáng sủa, cho nên mọi người phải rất rất là cẩn thận cái điều này. Phải có kế hoạch rõ ràng
cho tất cả, cho mọi cái hướng đi của thị trường nha. Mình không được bias theo hướng nào hết, bởi vì chúng ta là trader. Đó là cái ý kiến của em. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái mã thứ hai, đó chính là QQQ. So với SPY thì QQQ cái nến khung tuần vừa rồi cũng không phải là một cái nến quá đẹp. Điều này nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chính phủ vẫn chưa có những chính sách giảm tốc độ tăng lãi suất, và QQQ thì nó là một cái ETF của tất cả những cái công ty lớn về công nghệ. Thì mọi người cũng có thể biết được rằng á, lãi suất mà càng cao thì nó damage trực tiếp vô những cái công ty công nghệ, và cái điều này nó vẫn còn đang tiếp diễn ha. Khi mà nhìn cái nến của QQQ khung tuần vừa rồi, chúng ta có thể thấy được rằng á, không có quá nhiều buyer step in, nó không có quá rõ ràng giống như cây nến Doji của SPY và hold ngay tại key level. Vậy thì những cái level quan trọng tiếp theo của QQQ nó sẽ nằm ở đâu? Những cái level mà nó vẫn em vẫn sử dụng từ một khoảng một tháng trở lại đây, dường như nó vẫn còn payout. Những cái level mà mọi người nên chú ý sẽ là 275, 280, 284.27 và sau đó là 290. Và ở thời điểm hiện tại đó, QQQ nó đang được trade ở giá là 267.45 267.45, và nó đang cố gắng nó hold ngay tại cái level 262 rưỡi ha. 262 rưỡi nó đã có những cái nhịp step in của buyer. Tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thấy được ở đây đó, rất rất là yếu. Đây chỉ là ba cây nến mà em đánh giá nó tạo thành một cái B flag mà thôi. Đặc biệt hơn nữa, mọi người có thể nhìn thấy cái lượng volume của ba cây nến tăng nhưng mà volume nó đang giảm dần, thì rất có thể đây chỉ là một cái dấu hiệu để chúng ta tiếp tục, chúng ta thấy một cái nhịp rớt của con QQQ trong tuần sau. Thì cái next support của nó, cái hỗ trợ tiếp theo của nó quan trọng, nó sẽ nằm ở cái vùng 258.8. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ mà con QQQ nó đã được tạo ra vào tháng 6 năm nay cùng với SPY. Tuy nhiên thì SPY nó còn cách là khá xa so với cái đáy này, còn QQQ thì nó đã ở gần lắm rồi mọi người. Chỉ cần thị trường rớt thêm một xíu nữa thì em tin rằng con QQQ nó sẽ về đây, nó test luôn cái level này. Và em thậm chí cần suy nghĩ, em còn nghĩ tới cái viễn cảnh rằng là QQQ nó không thể hold được cái level này nữa, tại vì trong cái bối cảnh này thì những cái công ty về công nghệ nó quá yếu mọi người ha. Đây là cái trade plan của em cho con QQQ. Bây giờ mình sẽ đi serve qua về dollar index DXY. Đối với đồng đô la thì trong tuần giao dịch vừa rồi cũng là một cái tuần mà không có quá nhiều diễn biến, khi mà cái index này nó chỉ di chuyển từ cái vùng 103 cho tới 104 ha. Mọi người cũng có thể nhìn thấy được ở trên cái khung daily đó, thì cái dollar index này nó đang rất là yếu khi mà nó sideways down, và em tin rằng trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì cái dollar index này rất có thể nó sẽ về ngược trở lại cái khu vực 101, 102 là một cái support zone tiếp theo, một cái khu vực hỗ trợ tiếp theo của cái index này ha. Mọi người có thể nhìn cái chart và mình cũng có thể dễ dàng phần nào mà mình có thể thấy được rằng á, cái xu hướng hiện tại của nó sau khi mà nó phá vỡ cái xu hướng tăng nó tạo thành từ đầu năm tới giờ thì nó bắt đầu nó đã yếu dần và nó sideways down, và em tin rằng cái xu hướng này nó vẫn còn tiếp tục ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta đi vào phân tích những cái công ty cốt lõi thuộc S&P 500, và mọi người hãy stay tuned bởi vì Tesla ngày hôm nay em sẽ cho mọi người một cái giá mà theo bản thân em nghĩ đó là sẽ là một cái giá mà chúng ta bắt đáy nó an toàn hơn hơn những cái vùng 125, 135 và 140. Thì mình sẽ để dành Tesla để mình nói ở phần sau một chút. Đầu tiên thì em sẽ nói đó chính là mình sẽ phân tích đó chính là Apple nha. Đối với Apple thì đây là tuần thứ ba mà Apple phải trải qua những cái lực bán rất rất là kinh khủng. Tuy nhiên một cái điểm cộng của Apple đó chính là cái mã cổ phiếu này nó đã hold được ngay tại cái khu vực support là tầm 130, nơi mà nó đã tạo thành cái đáy mà nó đã tạo thành vào tháng 6 năm nay, tháng 6 năm 2022. Vậy thì những cái plan, những cái key level gần của Apple nó sẽ như thế nào? Mọi người có thể nhìn được cái khung ngày của Apple khi mà nó đang cố gắng nó hold cái level 130 như em vừa mới nói. Tuy nhiên thì mọi người cũng phải cẩn thận vì đây sẽ là một cái sự consolidation cho một cái bear flag. Ở đây là một cái đợt sóng giảm đang consolidate, và rất có thể cái level 130 này nếu mà không hold được thì Apple chúng ta sẽ chứng kiến những cái đợt flush rất là kinh khủng nha mọi người, có thể về lại khu vực 122 nếu như mà cái bear flag này nó play out nha. Mọi người hãy cẩn thận trong trường hợp nào thì cái bear flag này nó sẽ invalid. Đối với em, để mà cái bear flag này nó invalid đó thì con Apple này nó phải break above cái level 136,
136, đây chính là cái level mà em muốn thấy, còn Apple nó phải break above và nó giữ trên cái mức giá này để mà nó invalid cái mẫu hình B flat. Invalid cái nghĩa là vô hiệu hóa nha mọi người, nó không còn cái B flat này, nó không còn in play nữa. Vậy thì những cái key level cho cái upside của Apple nó sẽ nằm ở đâu? Đối với em thì để mà long con Apple này vào ngày mai đó thì chúng ta cần thấy Apple phải hold được trên cái level 100, at least là 133.24, thì mọi người cũng có thể thấy được là rất nhiều cái rejection nó đã xảy ra ở cái ngưỡng level này 133.24 ở trong một cái khoảng thời gian ngắn, thì đây được xem như là một cái kháng cự ngắn hạn. Thì để mà mình đánh tự tin, mình đánh long cho một cái xu hướng ngắn hạn thì dĩ nhiên chúng ta muốn thấy Apple nó phải clear out cái level này để mà chúng ta đánh lên 134.45 và sau đó sẽ là 136, cuối cùng sẽ là 138. Đó là những cái kế hoạch của em cho con Apple. Trong trường hợp mà Apple lên đây không hold được, vẫn bị reject nha mọi người, lên đây không clear được, vẫn bị reject thì chúng ta sẽ mạnh dạn chúng ta đánh ngược về lại khu vực 131.20 và cuối cùng là khu vực 130 một lần nữa để có thử Apple nó có thể tạo thành cái mẫu hình triple top hay không. Sorry mọi người, triple bottom hay không, trước khi mà chúng ta có thể thấy một đợt bounce tiếp tục của Apple. Và như em có nói ở cái cách đây không lâu, vài phút trước khi mà mình đi vào phân tích của Apple, trong cái bối cảnh mà nếu như mà cái bear flag này nó valid thì mọi người hãy cẩn thận, bởi vì Apple này có thể về tới đến khu vực 122 cho tới 120 nha. Tất dĩ nhiên là chúng ta sẽ không muốn rồi, nhưng mà once again chúng ta đang ở trong bear market và mọi thứ đều có thể xảy ra cho mọi người, và đặc biệt hơn nữa cái tình hình kinh tế nó còn đang rất rất là bất ổn ha. Vừa rồi là những cái phân tích của em cho con Apple, tiếp theo thì mình sẽ đi qua đó chính là Nvidia. Bước tới Nvidia thì mọi người cũng có thể thấy được rằng á, sau khi bị reject cái level 190 thì con Nvidia này nó đã có một cái nhịp hồi rất là đáng kể, và đây là một cái tín hiệu tốt của Nvidia khi mà nó cần một cái nhịp pullback. Ở cái video tuần trước mọi người em có nói rằng á, là lên cái khu vực 188 tới 190 sẽ là một cái resistance rất là quan trọng, và bản thân em cũng muốn thấy con Nvidia at least là nó pullback về lại khu vực 140 cho tới 145 để tiếp tục làm gì, tạo một cái đáy sau cao hơn cái đáy trước, trong một cái bối cảnh mà đây toàn bộ những cái mã cổ phiếu khác đang liên tục tạo những cái đáy sau thấp hơn cái đáy trước, thì chỉ có riêng Nvidia là đang có những cái dấu hiệu tích cực này mà thôi. Em sẽ pull up ra cho mọi người những cái key level quan trọng, những cái key level quan trọng mà chúng ta em đã để sẵn ha, em đã vẽ sẵn. Đầu tiên thì 145.65, đây vẫn là cái mốc level mà em mong muốn con Nvidia nó có thể nó quay về nó backtest. Nhưng mọi người cũng có thể thấy được ở đây tại sao cái level nó phải là 145.65. Mọi người có thể thấy được là rất nhiều lần con Nvidia này nó react ngay tại cái level này ha, reject rớt lên lên ngược trở lại break out. Thì bây giờ em mong muốn nó quay ngược trở về lại nó backtest để nó confirm điều gì? Đây chính là cái kiến thức kháng cự cũ hỗ trợ mới, một cái kiến thức rất là quen thuộc mà em vẫn dùng để em đánh day trade hàng ngày, mà nó đem về một cái biên độ lợi nhuận cũng như là một cái sự hiệu quả rất rất là lớn ha. Những anh chị nào chưa biết thì có thể vào nhóm để hỏi em thêm về cái những cái kiến thức về phân tích kỹ thuật cũng như là tham gia trade cùng với anh chị em ha. Cái link Discord em vẫn như thường lệ vẫn để dưới cái phần description, mọi người có thể check out dưới đó nha mọi người. Ok, thì bây giờ sẽ là cái trade plan của em cho con Nvidia này trong một cái xu hướng ngắn hạn. Mọi người có thể thấy được rằng á, Nvidia ngày thứ 5 và ngày thứ 6 vừa rồi nó đã defend cái level 149-150. Và dĩ nhiên nếu như cái level này nó không hold được khi mà ở cái lần quay về test tiếp theo để tạo thành triple bottom, thì cái giá tiếp theo em sẽ quan tâm đó chính là 145.65, và những anh chị nào đánh short đó về 145.65 hãy cẩn thận nha, hãy cẩn thận nha, bởi vì đây là một cái level trên khung weekly và chúng ta rất có thể chúng ta sẽ thấy một cái đợt bounce mạnh ở đây. Và bản thân em cũng vậy, nếu mà về tới 145.65 thì những cái lệnh short của em dành cho Nvidia nó phải thực sự nó rất rất là cẩn thận, hoặc at least là chúng ta sẽ không mở những cái lệnh short ngay tại khu vực đó ha. Trong trường hợp nào thì em sẽ đánh long con Nvidia này? Trong trường hợp mà nếu như mà Nvidia quay về test vẫn hold được thì mình sẽ đánh ngược lên 150, 151 và sau đó sẽ là 154, 155, hai cái level mà chúng ta rất là dễ thấy, những cái level mà chúng ta rất là dễ thấy trên Nvidia. Một cái điều nữa mà em muốn cho mọi người lưu ý đó là trên khung 30 con Nvidia này nó đang tạo một cái bearish pennant sau một cái đợt sóng giảm rất là dữ dội vào ngày thứ năm. Và ngày thứ năm đó, nếu như mà anh chị nào có trade đó thì
đều biết rằng con Nvidia này nó rớt một ngày và nó không bounce lại được một chút nào luôn mọi người. Nó rớt liên tục từ 167 về tới 149, 150 thì nó mới bắt đầu nó bounce được trở lại và nó đang ở trong cái giai đoạn consolidate. Đây người ta gọi là giai đoạn consolidate để tiếp tục play out cái mẫu hình này ha, cho nên mọi người cẩn thận. Cái bearish pattern này nó invalid khi và chỉ khi con Nvidia này nó phải get above cái level 155 để nó invalid cái mẫu hình này. Đó là những cái mà em muốn mọi người lưu ý ha. Em sẽ không bias về một cái hướng nào, nó đi hướng nào thì mình sẽ đánh hướng đó. Đó trước giờ vẫn là cái phong cách của em. Và khi mà em phân tích, mọi người cũng để ý rằng em sẽ không bao giờ gọi, có nghĩa là không bao giờ ví dụ như coin Nvidia nó có một cái key level ngay tại 145.65 thì em sẽ dùng, không bao giờ em dùng cái từ là rớt vào đây nó phải bounce, không có nha mọi người. Nó có thể nó sẽ bounce hoặc là không bounce. Mọi người hãy đừng hạn chế dùng những cái từ khẳng định khi mà mình phân tích kỹ thuật để cho bản thân mình không vô tình bị rơi vào cái trạng thái bias ha. Bias có nghĩa là mình áp đặt cái điều đó, nó phải xảy ra, mình nghiêng về cái điều đó. Đó là toàn bộ những cái kinh nghiệm của em này muốn chia sẻ cho mọi người, cũng như là những cái phân tích cho con Nvidia. Tiếp theo thì mình sẽ qua một cái mã cũng đang rất là hot, đó chính là MEDA. Trong tuần giao dịch vừa rồi cũng là một cái tuần giao dịch mà em đánh giá là khá thành công đối với bản thân con Meta, khi mà nó đã có những cái nhịp defend, những cái lần mà nó bảo vệ cái level 112, 113 và nó đóng cái nến ở cái khung weekly theo dạng hình doji ha. Theo dạng hình doji, và ở thời điểm hiện tại thì con Meta đang được đóng ở cái vùng giá là 118. Một cái điều mà em muốn mọi người chú ý đó, đó chính là trong 3 tuần giao dịch vừa rồi đó thì con Meta nó vẫn di chuyển trong cái thân nến của cái cây nến breakout mà nó đã diễn ra trước đó cách đây 4 tuần mọi người ha. Thì cái điều này nó cho mình thấy cái điều gì? Nó cho chúng ta thấy cái điều gì? Đây là một cái ba cái tuần mà con MEDA nó đã consolidate. Vậy thì mọi người hãy đặt ra cái trade plan cho con MEDA này một cách cẩn thận ha. Nếu như mà MEDA break out qua khỏi cái đỉnh của ba cái cây nến tuần trước thì cái xu hướng tăng của MEDA nó vẫn sẽ tiếp tục, nó còn rất là mạnh. Và ngược lại, nếu như mà MEDA nó không thể nào nó hold được cái level 112 một lần nữa, và đặc biệt là cái level 109, cái này thì em sẽ gọi nó là pivot swing low nha. Lát nữa trên khung daily thì mọi người sẽ thấy dễ dàng hơn. Thì nếu như mà MEDA này nó bỏ cái level 109 luôn thì rất có thể nó sẽ quay ngược về trở lại khu vực 98 cho tới 100. Em sẽ pull up những cái key level trên khung daily để mọi người có thể thấy dễ dàng hơn, Tại sao ở đây chúng ta gọi là pivot swing low? Thì mọi người có thể thấy được rằng á, ở cái giai đoạn trước khi mà con MEDA nó đẩy rất là nhiều trong vòng một tuần thì nó pull back về ngay tại cái khu vực 108, 109 và nó defend hai lần trước khi mà nó tiếp tục nó đẩy. Thì để mà cái xu hướng tăng này á, nó chính thức nó đảo chiều luôn, thì chúng ta, bản thân em thì em muốn thấy con MEDA này nó give up cái level 108.5, gọi là pivot swing low, và mình sẽ short khi và chỉ khi, gọi là short swing short đó mọi người, khi và chỉ khi nó under cái level mà em vừa mới nói trên. Và hơn nữa mọi người cũng có thể thấy được rằng á, ở dưới đây con MEDA nó vẫn còn hai cái gap nó chưa fill, và cái tỷ lệ nó fill gap thì em thấy nó cũng khá tương đối có thể xảy ra đó, nhưng mà gì thì gì mình cũng phải chờ under 108.50 dưới cái mức level đó thì MEDA nó sẽ an toàn hơn. Bây giờ mình sẽ quay lại với những cái trade plan cho day trade, cho những lệnh day trade gần thôi, thì ở đây theo em thấy đó, cái xu hướng tăng trên khung 30 này của con MEDA là một cái xu hướng mà nó không quá là đáng tin cậy. Những cái setup như thế này đó mọi người, nó thường hay diễn ra sau một cái đợt flush mạnh nè, nó lên ngược trở lại, nó build một cái xu hướng sideways up, nhưng mà chỉ là sideways up thôi, lần này nó lại tiếp tục lấy thanh khoản và nó sẽ flush thêm một đợt nữa. Cái setup này là cái setup mà nó đã diễn ra rất rất là nhiều lần trong khoảng thời gian gần đây ha. Thì ở đây mình có chuẩn bị, em có chuẩn bị cho mọi người một vài cái key level. Đầu tiên nó sẽ là 120, thứ hai nó sẽ là 123.40 và cuối cùng là 125. Và trong trường hợp đánh xuống thì mọi người nên chú ý những cái level nào: 116.5, thứ hai 114.77, thứ ba 114 và cuối cùng là 112.55. Đó là những cái level mà em muốn mọi người chú ý nha. Em muốn mọi người chú ý. Em luôn luôn em cho mọi người những cái key level ở hai đầu ha. Đó là cái phân tích của em cho con MEDA. Tiếp theo thì mình sẽ đi qua một cái mã cũng rất là lớn, đó chính là Microsoft. Đối với mã Microsoft này thì ở cái tuần giao dịch trước khi mà Microsoft nó đã lên, nó fill cái gap ở trên khu vực 263 thì lập tức seller người ta đã nhảy vào, và mọi người cũng đã thấy được rằng từ 263 và chỉ trong vòng 2 tuần Microsoft đã rớt khoảng
gần 30 điểm thôi, tầm 25 điểm, tầm 25 điểm. Thì ở thời điểm hiện tại đó, con Microsoft này đang được trade ở cái vùng giá là 238.73. Và cái cây nến khung tuần vừa rồi cũng là một cái nến không gọi là quá xuất sắc của con Microsoft này. Bayer nó đã xuất hiện ở khu vực 230, tuy nhiên thì nó cũng không quá mạnh. Em sẽ pull up những cái level trên khung daily cho chúng mọi người có thể theo dõi nó rõ ràng hơn. Đây là khu vực nến trên khung daily ha. Ở cái ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì Microsoft nó đang cố gắng nó defend ngay tại khu vực 234, 235. Tuy nhiên thì mọi người hãy cẩn thận bởi vì con Microsoft này nó vẫn chưa fill xong cái gap. Thì đây rất có thể là cái động thái hồi lên để tiếp tục nó fill xong cái gap ngay tại khu vực 228 nha. 228 thì Microsoft này nó sẽ fill xong cái gap mà nó đã tạo ra vào cái thứ năm ngày 10 tháng 11. Rồi cách đây khoảng hơn một tháng nha mọi người, cách đây khoảng hơn một tháng. Trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ đánh đánh lên của con Microsoft này. Đối với bản thân của em á, để mà đánh day trade mà theo cái xu hướng lên của Microsoft á, thì em muốn thấy Microsoft phải clear được cái level 239 và 240. Mọi người có thể thấy một cách rất là rõ ràng, nó hold ở đây 3 lần, 4 lần và bây giờ nó đã biến cái level này thành một cái level resistance, đúng không? Hỗ trợ cũ, kháng cự mới, nhìn vô một cái xu hướng rất là gần ở đây thì mình cũng có thể dễ dàng mình thấy được cái level 239, 240, nó là một cái level khá là quan trọng. Nếu như mà clear được cái level này thì cái resistance tiếp theo nó sẽ là 245 và cuối cùng sẽ là 250, 251 nha mọi người. Hai cái level này thì em đánh giá là đủ cho con Microsoft, và đặc biệt khi mà Microsoft này lên level 250 thì mọi người phải rất rất là chú ý nha, phải rất rất là chú ý trước khi mà mọi người đưa ra những quyết định tiếp theo. Em nghĩ 250 chúng ta sẽ thấy rất là cái reaction, cái phản ứng rất là mạnh mẽ đến từ cái mã cổ phiếu này ha. Ở trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ đánh short con Microsoft, vẫn là level 239, 240. Tuy nhiên thì nếu như mà Microsoft bị reject thì mình sẽ mạnh dạn, em sẽ mạnh dạn em đánh ngược về lại khu vực 233, 234. Nếu như mà không hold được level này thì chắc chắn nó sẽ về lại khu vực 229, 230 để mà nó fill gap rồi, để mà nó fill gap rồi, và đồng thời nó cũng play out cái mẫu hình B flat này luôn. Cái B flat này thì thực sự đối với em nó không có quá đẹp, bởi vì sao? Thông thường thì cái cán cờ nó phải nhỏ hơn, nó phải ngắn hơn, cái lá cờ nó phải nhỏ hơn cái cán cờ, nhưng mà cái lá cờ ở đây dường như nó cũng đã dài hơn cái cán cờ rồi, cho nên mình tạm gọi đây là một cái xu hướng sideways đi, một cái nêm sideways của công Microsoft trước khi mà nó quyết định nó đi đợi hướng nào nha mọi người. Trước khi mà nó quyết định nó đi hướng nào, thông thường thì consolidate là nó đang đang dồn thanh khoản, nó đang gom thanh khoản, đang dồn volume để nó break out một cái đầu và nó đi rất rất là mạnh. Mọi người chú ý cái điều đó nha. Đó là Microsoft. Và tiếp theo em sẽ giúp mọi người phân tích cũng như là những cái trade plan của em dành cho con Amazon. Đối với Amazon thì tuần giao dịch vừa rồi cũng không phải là một tuần quá thành công đối với cái mã này, khi mà nó vẫn tiếp tục là một cái nến đỏ, một cái nến đỏ. Đây là cái nến đỏ thứ ba liên tục trong vòng 3 tuần rồi mọi người ha. Nhưng mà có một cái điểm mà em thấy mà Amazon đang rất là cố gắng, đó chính là defend, bảo vệ cái level 85, một cái key level rất là quan trọng của cái mã cổ phiếu này. Ở đây em có những cái key level mà em đã chuẩn bị sẵn cho mọi người ha. Đầu tiên sẽ là 81.21, thứ hai là 85.27 và sau đó là cái level 95, 96. Thì mọi người cũng có thể thấy được đó, cái level 81 cho tới 85 là một cái level mà con Amazon này nó đã hình thành rất là lâu rồi, từ những năm về trước 2018, 2019 hoặc thậm chí là 2020 mãi cho tới năm 2022. Cuối năm 2022 là thời điểm hiện tại thì Amazon nó mới có cái lần đầu tiên nó quay về nó test lại cái khu vực này sau 2 năm, sau 2 năm nha. Thì ở đây là một cái level mà em vẫn đang khá là tin tưởng Amazon cho tới thời điểm hiện tại. Hy vọng Amazon nó sẽ không không below cái level này và buyer người ta sẽ step in, người ta vô để người ta mua con Amazon này ha. Nói về cái khía cạnh phân tích kỹ thuật ở những cái xu hướng gần hơn thì lại một lần nữa con Amazon này nó có một cái setup mà nãy em nói với mọi người đó, sau một cái đợt sóng giảm nó tạo một cái xu hướng tăng sideways up lên, lên lại cái khu vực tầm 87 là một cái supply zone và nó sẽ flush lại xuống một lần nữa. Mọi người hãy cẩn thận cái level 87 của con Amazon này nha mọi người, 86,5 cho tới 87. Và nếu như mà Amazon lên khu vực 87 mà bị reject đó, mà mọi người đánh xuống đó, thì next level nó sẽ là 85.27, sau đó là 83 và cuối cùng là 82.34. Đó là những cái key level khi mà chúng ta đánh short.
Vậy thì khi nào, trong những cái trường hợp nào thì em sẽ mạnh dạn em đánh đánh lon, gọi là đánh lên đó. Em sẽ chờ cho tới khi con Amazon này nó hold được trên cái level 87, 88, đồng thời nó phá vỡ luôn cái kháng cự chéo mà mọi người có thể thấy ở đây. Mọi người có thể thấy ở đây mình có thể vẽ dễ dàng, mình vẽ ra được một cái kháng cự chéo, một cái kháng cự xu hướng của con Amazon này trên khung 2 giờ. Over cái level 88, 87, 88 và giữ được trên cái level đó thì em sẽ nghĩ tới chuyện kho. Còn với một cái setup ở thời điểm hiện tại á, thì 1-2 ngày tới á, rất khó để mà em có thể nhìn ra được một cái kho của Amazon. Em sẽ chờ những cái setup, em sẽ đặt một cái alert ở đây, em sẽ đặt một cái alert ở đây để em canh cho những anh chị trong nhóm ha. Ở đây em sẽ để là short opportunity. Ok, mình sẽ tạm thời mình để đây một cái. Thì đó là cái trade plan của em cho con Amazon. Và cuối cùng, không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ đi qua phân tích cái mã đang rất là hot, rất là rầm rộ trong khoảng thời gian vừa qua, đó chính là Tesla. Trên màn hình là chart của Tesla, và trước khi vào phân tích kỹ thuật thì em muốn update lại một chút tình hình những cái tin tức xoay quanh cái công ty này trong khoảng thời gian vừa qua. Như mọi người cũng đã biết thì từ lúc mà Elon Musk chính thức mua Twitter thì cái mã cổ phiếu Tesla này chưa có một cái ngày nào yên ổn, nó đã trải qua một cái giai đoạn rớt mà em thấy là rất rất là nhiều. Mọi người cũng có thể thấy được là từ cái tháng 8 cho tới bây giờ nó tạo thành một cái xu hướng giảm rất là bền vững, và với cái cây nến khung tuần vừa rồi thì mọi người cũng có thể thấy được là vẫn không có một cái dấu hiệu tích cực gì cho Tesla ha. Thì những cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại đó họ đang rất là hoài nghi, bởi vì Elon Musk đang là CEO của Twitter và là của Tesla also. Một người không thể nào mà tập trung làm cho hai công ty được. Thì đối với Tesla này á, nó khác với những cái công ty khác. Những công ty khác mình có thể buy and hold, nhưng mà đối với Tesla này thì em thấy đó, mình mua cái mã cổ phiếu này và mình phải coi thử cái động thái của cái người CEO ở đây, đó chính là Elon Musk, nó như thế nào thì mình mới quyết định là mình có giữ tiếp hay không, hoặc là mình trade như thế nào. Đó là một cái mà em thấy mọi người phải nên để ý nha, bởi vì Tesla nó di chuyển đa số là theo những cái động thái, những cái hành động và những cái phát biểu của Elon Musk. Đó là những cái mà em muốn cho mọi người update trước khi mình vào cái khía cạnh phân tích kỹ thuật. Thì ở đây mọi người cũng có thể thấy được là cái nến khung tuần vừa rồi, hoặc thậm chí là 2 tuần trước, hoặc thậm chí là 2 tuần trước của con Tesla, nó là những cái nến đỏ rất là solid, rất là solid. Và cho tới cái ngày thứ sáu thì chúng ta vẫn chưa thấy được những cái dấu hiệu mà muốn hold, những cái dấu hiệu mà muốn hold của Tesla ngay tại một cái khu vực nhất định nào đó. Hơn nữa, mà còn tệ hơn nữa rằng mọi người có thể thấy được là những cái xu hướng mà nó bán đổ bán tháo này, và volume đó, nó càng ngày nó đi lên đó, giá đi xuống mà volume càng ngày đi lên, thì nó cho chúng ta thấy được rằng Tesla này chưa có dấu hiệu muốn hold. Những cái nhịp mà mọi người thấy sắp tới nó chỉ là những cái nhịp bounce thôi nha, những cái nhịp hồi kỹ thuật trước khi mà Tesla rớt tiếp. Và trong cái giai đoạn vừa rồi đó, có rất nhiều người họ đã cố gắng họ bắt đáy Tesla ở những cái vùng giá 135, 140 hoặc thậm chí là 125. Em không phủ nhận đó là những cái vùng giá đẹp, gọi là đẹp là sao, đẹp có nghĩa là rẻ so với cách đây 1 năm, 1 năm rưỡi trước. Nhưng mà đối với em đó chưa phải là đẹp nhất. Em cũng đã có những cái kế hoạch cho nhóm của con Tesla này đã từng là 135, tuy nhiên thì em về đó em thấy không ổn thì em không cho mọi người lót, chứ không phải là cứ về đó là mình nhắm mắt nhắm mũi mình mua. Vậy thì cái target tiếp theo, cái nơi, cái giá mà em nghĩ con Tesla này nó có thể về, và em nghĩ đó là một cái vùng giá đẹp, là bao nhiêu? Ở đây em sẽ mở một cái volume profile cho mọi người thấy. Thì nếu như mà anh chị nào chưa biết á, thì market đó nó sẽ có xu hướng nó đi từ cái khu vực nhiều volume này cho tới khu vực nhiều volume khác nha mọi người. Nhiều volume này cho tới nhiều volume khác. Khu vực 135, 140, tại sao em nói với mọi người có thể là một vùng mua? Tại vì mọi người có thể thấy được ở đây là một cái khu vực mà volume rất là nhiều, rất là nhiều. Tuy nhiên nó đã claim cái level này rất rất là nhanh, rất rất là nhanh và rất là dứt khoát. Thì cái điều đó nó làm cho em giật mình, và em nói à, ở đây chúng ta phải có một cái kế hoạch khác cho Tesla mà thôi. Vậy thì mọi người cùng nhau nhìn với em rằng cái khu vực nào sẽ là cái khu vực mà con Tesla này nó có một cái lượng volume lớn. Đây chính là cái khu vực tiếp theo, đúng không mọi người? Đây chính là cái khu vực tiếp theo, 95 cho tới 100. Và yes, đây chính là cái vùng mà em cũng như là những anh chị trong nhóm đang mong chờ Tesla nó sẽ về và nó hold. Nó sẽ về và nó hold. Trong cái trường hợp mà mọi người thấy rằng á, nếu như mà Tesla mà không hold được cái level 195 á, là cái next
cái khu vực mà có nhiều volume tiếp theo đó, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được là cái khả năng Tesla nó về ở đâu ha, tầm khu vực 55 cho tới 60. Chắc chắn thì em sẽ không muốn Tesla về khu vực này rồi, bởi vì em biết là những anh chị trong cái cộng đồng người Việt Nam mình giữ Tesla rất rất là nhiều, và em cũng hy vọng là 100 sẽ là cái mức giá cuối cùng, 100 hoặc 105 sẽ là cái mức giá cuối cùng mà trước khi chúng ta sẽ thấy những cái đợt bounce mạnh mẽ của Tesla. Và đặc biệt hơn nữa đó mọi người, có rất là nhiều cái dự đoán từ những cái nhà đầu tư lớn, bởi vì khi mà Elon Musk mua Twitter thì ông đã dùng share của Tesla để ông thế chấp, thì cái mức giá share của Tesla đó nó không được dưới 100 đồng, nó không được dưới 100 đồng. Nếu như mà Tesla dưới 100 đồng thì Elon Musk phải bắt buộc bán share ra, để không còn là thế chấp nữa mà là phải là mất cái share đó luôn vào tay những cái nhà băng mà ông đã mượn tiền. Thì đó là một cái thông tin mà em đi thu thập được trên trên mạng, và đó em nghĩ đó cũng là một cái thông tin đáng là chú ý ha. Có thể về gần 105 hay 115 hay 110, gần gần khu vực đó chúng ta sẽ thấy mới thấy một cái đợt bounce của Tesla. Đó là cái plan của em, và tất cả những cái phân tích, những cái dự đoán này nó đều dựa trên kinh nghiệm cá nhân và những cái kiến thức mà em tự đi thu thập được. Đây không phải là một cái lời khuyên đầu tư hay là một cái lời suối dạy mọi người phải mua ở cái level 100 hay là 125, 135. Đây chỉ là những cái kế hoạch của riêng bản thân em, và em muốn chia sẻ tới mọi người thông qua cái kênh YouTube của em mà thôi. Đó chính là cái trade plan của em cho con Tesla này nha mọi người. Mọi người hãy để ý coi thử nó có đi đúng cái plan mà mình đưa ra hay không. Đây cũng chính là cái mã cuối cùng mà em muốn gửi đến mọi người. Chúc mọi người có một cái phiên giao dịch thành công vào tuần sau. Trước khi kết thúc cái video này thì mọi người hãy giúp em like, share và subscribe, và đặc biệt mọi người hãy nhớ comment cho em nha mọi người. Khi mà mọi người comment như vậy thì nó sẽ giúp em rất là nhiều trong cái việc cải thiện cái kênh YouTube cũng như là cái chất lượng nội dung. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Thank you và hẹn gặp lại.